vâng xin chào tất cả mọi người trong video ngày hôm nay thì em sẽ đi trả lời câu hỏi của anh mạnh vũ anh muốn biết là cái thành phần cám người ta, người ta ghi cái số ký lô lo thì mang ý nghĩa gì và sẵn đây thì chúng ta cũng sẽ lấy cái bao bì cám chúng ta giải thích luôn một số cái thành phần ghi trên cám tất nhiên chúng ta giải thích cái cơ bản thôi chứ chúng ta không đi chuyên sau để chúng ta nắm bắt sơ bộ về cái thức ăn công nghiệp tức là cám viên này vì đây là cũng câu hỏi nó liên quan đến cái câu hỏi của anh Kiên. Anh muốn em làm video rút ngắn thời gian trong chăn nuôi heo. Tuy nhiên thì để trả lời được câu hỏi của anh Kiên thì chúng ta bắt buộc phải hiểu được cái vấn đề giống, rồi đến cám, rồi đến vấn đề chăm sóc, kể cả môi trường chăn nuôi. Cho nên là ở đây ngày hôm nay khả năng là em tranh thủ sẽ trả lời được câu hỏi về cám trước để chúng ta hiểu cái cơ bản về cám một số thành phần ở trong đó và chúng ta có thể bổ sung thêm những cái, những cái cần thiết như thế nào để chúng ta đem lại lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đầu video thì chúng ta cũng sẽ đánh với thông tin giá cả thị trường heo dân trước. Còn câu hỏi này em sẽ trả lời ở phần cuối video. Thì ngày hôm nay, theo ghi nhận là giá heo hơi ở miền Bắc giảm rải rác 1.000 đồng. Mức giao dịch phổ biến hiện nay ở các địa phương, bao gồm như Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nội, rơi vào khoảng là 54.000 đồng một ký. Các địa phương khác thì không ghi nhận biến động mà giá mới và đang dao động trong cái ngưỡng là 50 đến 53.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Tuy nhiên là khu vực này là các công ty lớn là vẫn giữ nguyên giá bán nha mọi người. Như ngày hôm qua chưa có động thái giảm giá trong những ngày cuối tháng này. Và ở khu vực này thì ngày hôm qua chúng ta sẽ nhận được hai thông tin từ anh Cường Vũ báo Bắc Giang là giá 53 tức là đã hạ nhiệt rồi. Và bà Nguyễn Kim phiên bản Hà Nam báo giá là 54 vừa bán sáng nay. Thì một lần nữa thì cũng xin cảm ơn những cái tin nhắn như thế này để chúng ta nắm thêm chính xác hơn ở các địa phương đang có cái giá như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ngày hôm nay cũng được ghi nhận là giảm 1 đến 2.000 đồng một ký tùy theo địa phương. Cụ thể thì giá heo hơi tại tỉnh Bình Định giảm 1.000 đồng về mức là 52.000 đồng một ký. Tại Quảng Bình giảm 2.000 đồng còn 51.000 đồng một ký. Nhìn chung thì giá thu mua heo hơi hiện tại ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang giao dịch trong khoảng là 50 đến 53 000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Và khu vực này chúng ta có thông tin từ anh Trung thì báo là Hà Tĩnh là giá 54 và chị Phan Nghĩa báo giá phụ cát là 51. Thì đây cũng em thấy cũng hợp lý với lại cái thông tin mà chúng ta đưa ra. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Nam thì ngày hôm nay được ghi nhận là đang có xu hướng tăng lên thu hẹp khoảng cách với thị trường heo hơi tại khu vực miền Bắc. Heo trong dân bán ra đã vãn hơn. Và trong theo khảo sát thì ngày hôm nay, giá heo hơi tại miền Nam tăng tại vào một vài địa phương, trong đó là có tỉnh Kiên Giang tăng thêm một giá lên cái mức là 51.000 đồng một ký. 52.000 đồng một ký là mức giao dịch được ghi nhận tại Bến Tre và Trà Vinh, tương ứng là tăng thêm 1 và 2.000 đồng. Giá heo hơi cao nhất khu vực vẫn là tỉnh Cà Mau với cái giá là 54.000 đồng một ký. Còn các địa phương khác thì không thay đổi. Tức là không thay đổi so với ngày hôm qua và vẫn đang giao dịch trong cái mức khoảng là 50 đến 52.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Và ở khu vực miền Nam thì chúng ta không thông tin từ một bạn báo Sóc trang là giá 50. Và anh Tài công báo giá là Đồng Nai đã căng là giá 54. Lâm Nguyễn thì nói Vĩnh Long là lấy trả 52 chưa bán. Chị Ngân Đào báo Tây Ninh là heo đẹp 54, không đẹp từ 52. Và trong lúc làm video thì em nhận được tin nhắn của anh Tân Hồ báo Bình Định ngày hôm nay giá 50. Có khả năng là ngày hôm nay giá là nhích nhẹ xuống. Thì một lần nữa là em rất là cảm ơn những cái tin nhắn thế này. Thì em cố gắng đưa lên cho mọi người tham khảo thêm. Chúng ta ở khu vực nào thì chúng ta lưu ý khu vực đó để chúng ta khảo giá sát giá cùng với nhau. Để chúng ta có một cái nhìn về giá nó an toàn hơn, chắc chắn hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin thị trường hay công ty trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì khu vực miền Bắc các công ty lớn giữ nguyên giá như CP là giá 56, giúp pha 55 và CJ là giá 54. Trong ngày hôm nay với việc là heo dân bán ra mạnh với giá giảm còn là 50 đến 52 000 đồng một ký cho biểu heo to và 53 đến 54 000 đồng một ký với biểu heo chuẩn khiến thương lái họ chuyển sang bắt heo dân nhiều hơn, giảm lượng bắt từ các công ty do các công ty vẫn đang giữ giá bán là 53 đến 55 000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Thương nhân dự kiến thì thị trường khu vực miền Bắc sẽ giữ ít nhất là 7 đến 10 ngày để lượng heo to trong dân và lượng heo gọc bắn vẫn hơn thì giá mới lên được. Như vậy thì có khả năng thì qua đầu tháng, vài ngày đầu tháng mọi người, thì khoảng mùng 3, mùng 4, mùng 5 gì đó, thì giá heo mới khả năng miền Bắc sẽ tăng trở lại. Thông tin tại chợ đầu mới Ngọc Lũ cho biết thêm thì lượng heo ngày hôm nay về chợ giảm lại, còn có mốc là 2.500 đến 3.000 con giao dịch tại chợ thì do lượng heo tồn ngày hôm qua vẫn còn và khách chuyển sang bắt heo dân nhiều hơn nên bán chậm lại với cái giá heo đào là 54.000 đồng một kg với heo dân và 57.000 đồng một kg đối với heo xuống xe từ miền Trung và miền Nam. Phổ biến ở mức là 52 đến 53 000 đồng một kg hàng chăn khó bán và vẫn còn tồn lại đến ngày hôm sau. Cụ thể thì giá heo công ty CB tại khu vực miền Bắc đang xuất ra ngày 27 tháng 10 năm 2023. Ở cái giá mốc là giao dịch khoảng là 54 đến 56 000 đồng một ký. Của heo dân tại Thái Bình, Bắc Giang và Hà Nội đang giao dịch trong cái mức khoảng là 52 đến 54 000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta thấy heo dân giảm đi so với ngày hôm qua, tuy nhiên thì với thông tin đầu ở chợ thì chúng ta thấy là thương lái họ chuyển qua bắt heo dân ngày nhiều hơn rồi trong ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung thì khu vực này heo dân sau khi giữ lại không bán ra ngày hôm qua và hôm nay gọi bán nhiều hơn với cái giá phổ biến là 50 đến 51.000 đồng một kg với heo biểu to do thương lái ép giá khu vực Nam miền Trung và miền Nam thì lực đóng heo ra bắt chậm lại khiến đà tăng giá của khu vực này cũng trở lại giao đoạn quanh cái mức là 50 đến 52.000 đồng một kg tại Nam miền Trung và 52 đến 54.000 đồng một kg tại miền Nam Tuy nhiên cũng giống như miền Bắc thì việc các công ty chuẩn đà tăng giá từ hôm nay cũng có thể khiến cho heo dân các khu vực này gò bán ra nhiều hơn và giá ngày mai có khả năng sẽ chững hoặc đi xuống. Cụ thể thì heo công ty tại Bắc Trung Bộ đang xuất ra từ khoảng là 54 đến 56 000 đồng một ký. Cùng Nam Trung Bộ đang du dịch trong khoảng là 52 đến 54 000 đồng một ký. Heo dân tại Nghệ An đang du dịch trong mức là 51 đến 53 000 đồng một ký. Cùng Bình Định đang du dịch trong mức là 48 đến 51 000 đồng một ký. Đắk Lắk đang du dịch trong mức là 49 đến 51 000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Đến với thị trường heo hơi từ khu vực miền Nam thì chúng ta sẽ lấy thông tin từ chợ đầu mối Tân Xuân. Thì rằng sáng nay lượng heo nhập lò và nhập chợ đạt gần 5.500 con, tăng gần 500 con so với ngày hôm qua. Trong đó heo nhỏ biểu từ 40 đến 60 kg về khoảng là 400 con. Giao dịch tại chợ là chợ bán yếu với cái giá đầu heo nhẹ, hạ nhẹ so với hôm qua từ 57 đến 60.000 đồng một kg. Tùy theo loại heo cuối phiên thì rớt xuống còn 50.000 đồng một ký trở lên kéo bình quyên toàn phiên thì đạt dưới là 62 đến 63.000 đồng một ký thương lái là tiếp tục thua lỗ cụ thể heo công ty đang xuất ra tại khu vực miền đông trong khoảng là 53 đến 54.000 đồng một ký còn miền tây thì đang xuất ra ở mức là 54.000 đồng một ký heo dân tại đồng nai đang giao dịch ở khoảng là 52 đến 54.000 đồng một ký còn tiền giang và bến tre đang được giao dịch ở mức là 50 đến 52 đồng một ký trong này ngày hôm nay. Và đây cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi em gửi đến anh chị trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đánh với một số thông tin về cái ý nghĩa của các thành phần ghi trên bầu cám. Hình ảnh mà chúng ta đang xem là bài heo của em đó mọi người. Nhập ngày 20 thì nay là 27 nè, Bóng tháng mấy ngày đây. Chuẩn bị chúng ta cũng còn khoảng một tuần nữa chúng ta xuất thôi và khi mà heo dơ thì chúng ta chuồng trại nó dơ mọi người thì chúng ta cứ xịt không sao đâu thì thường trong này một tuần để em xịt khoảng hai 2 đến 3 lần tùy theo cái mức độ dơ của chuồng chúng ta làm nó sạch nền chuồng bởi vì chúng ta biết rồi để cho cái chuồng nó dơ thì cái không khí xấu và các loại vi khuẩn bám trên cái phân nó sẽ nhân lên nhiều hơn mặc dù chúng ta sát trùng nhưng heo lớn nó cản rất là nhiều cho nên bắt buộc ở đây chúng ta trang nuôi là phải sạch sẽ trước mọi người. Và trong trại kính thì mặc dù là trại kiến nhưng chúng ta làm sạch chuồng khi heo lớn như thế này. Không ảnh hưởng gì cả. Quay trở lại với lại cái ý nghĩa của các cái dòng mà gây trên thành phần dinh dưỡng của trang bầu cám mọi người. Thì em giải thích sơ. Chúng ta đi những cái cơ bản nha mọi người. Em ở đây cũng không tìm hiểu kỹ đâu. Nhưng anh em hỏi thì em cũng trả lời. Đồ ẩm mát ở đây là người ta gây đồ ẩm thì 13%. Tại đây chúng ta hiểu là độ ẩm là tức độ mềm và cứng của cám á mọi người. Cứng quá thì khó ăn mà mềm quá thì nó dễ nát và đôi khi độ ẩm cao quá thì dễ mất, dễ hư. Và đây mọi người nhớ là phải đặt hạn hạn sử dụng của cám bởi vì hết hạn sử dụng thì một số thành phần nó sẽ mất meo, nó sẽ hư đi. Tiếp theo là protein minh là 18,5%. Đây có lẽ là cái thành phần mà chúng ta quan tâm nhiều nhất trong cái bao cám này mọi người. Tức là đây là thành phần đạm và đây là dành cho heo từ 10 đến 25 kg Nên người ta để trong cái khoảng là 18,5% Và chúng ta đi giải thích cái dòng này như thế nào Đạm ở đây là tùy theo cái lứa tuổi của heo Mà người ta cung cấp cho heo nha mọi người Tức ở đây chúng ta hiểu đơn giản là đạm nó cho ra thịt Tức là những cái protein ấy Nó cho sẽ tạo ra mông vai thịt à, trong à, của con heo Và tất nhiên thì thiếu đạm thì con heo sẽ chậm lớn rồi Không có mông không có vai Quả cạp và một thêm một cái mà chúng ta nên hiểu nữa là đạm này nó có 2, trong có hai thành phần chính tức là một cái là đạm thực vật và là đạm động vật đạm động vật thì nó có nhiều trong cái như là cá này tôm cua bột sữa vân vân còn thức ăn như cái thực vật thì chúng ta có như là đậu tương các loại đậu và đậu nành khô dầu hoặc là khô dầu dừa hoặc khô dầu lạc tức là đậu phòng đó mọi người thì ở đây ở nông thôn chúng ta thì ở đây chúng ta có thể bổ sung thêm là đầu cá, đầu tôm hoặc là cái cái bánh dầu mà chúng ta ép rồi đấy. Tuy nhiên thì cái, cái khó là của chúng ta là làm sao cân đối được cái liều lượng. Chúng ta bổ sung làm sao cho hợp lý bởi dư đạm thì heo sẽ tích mỡ. Đó là cái quan trọng mà chúng ta đi theo cái, cái công thức của nhà bán cám. Dòng tiếp theo là năng lượng trao đổi kg calo trên ký 3 ,001. Đây là chính là cái cao hỏa của anh Văn Vũ đây. Thì đây là người ta ghi rõ luôn mọi người. Đây tức là ký tức là năng lượng trao đổi. Nó để cho con heo hoạt động trên ngày. Tức là một ngày anh phải tốn bao nhiêu ký lô đó. Ví dụ chúng ta đi bộ, chúng ta nhảy, chúng ta chơi. Thì ký lô này nó đi theo độ tuổi của con heo. Càng nhỏ thì nó hoạt động nhiều. Thì là 3 ngàn một ví dụ vậy. Heo trai hoạt động nhiều hơn. Thì là 3 ngàn hai hoặc là hoạt động ít hơn. Khi con heo đóng thịt thì ít hơn thì người ta giảm xuống. Và heo càng lớn thì hoạt động còn ít. Nó ăn nhiều ngủ nhiều. Không chơi nhảy nữa thì cái này nó sẽ cần ít đi chúng ta hiểu đơn giản là như vậy các dòng tiếp theo như là linh Sai menthol, uh, canxi, si, phosphor này kia đây chúng ta hiểu đơn giản là những Acid amin uh, hay là cũng gọi là những cái vitamin để cho con heo nó nó bổ sung cho trong 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 cám cho heo nó tạo nên những cái uh, hai dòng tiếp theo là chúng ta thấy như là linh Sai và menthol gì đó tức là những cái axit amin nó hỗ trợ cho vấn đề tiêu hóa hoặc là những cái phân giải các chất để cho con heo nó hỗ trợ cho con heo nó hấp thụ tốt hơn thì ở đây chúng ta thấy cái hàm lượng rất là thấp nhưng bắt buộc phải có trong cám tiếp tục hai dòng nữa là như canxi và phốt pho thì đây là những cái khoáng chúng ta thấy người ta hay đạp khoáng khoáng các chất khoáng như lâu lâu con bò chúng ta vẫn mua đá khoáng cho nó lém này hoặc là trên các sản phẩm mà chúng ta hay thấy bổ sung như người ta hay dùng nhất là cái chữ Premix thì đây là những hai hai cái này nó cũng hỗ trợ cho con heo làm cho da dẻ mượt mà, mà xương chắc chắn ví dụ vậy còn canxi thì chúng ta hiểu rồi nó giúp cho xương thì chúng ta có thể bổ sung thêm như là bột cá hoặc là xương động vật vân vân và ở đây là cái số lượng cái thành phần thì em không nói cho tức là cái phần trăm thì chúng ta không nói được mỗi công ty mỗi có mỗi cái, cái chuyên gia người ta nghiên cứu khác nhau ở đây chúng ta chỉ giải thích sơ qua cái cơ bản để chúng ta nắm thôi dòng tiếp theo là xua sơ thu thì đây chính là cái những cái hỗ trợ cho cơ đây mọi người và giúp cho đường ruột dễ tiêu hóa nhất là cái này là nó có nhiều trong rau xanh và củ quả này kia thì cái này em áp dụng ở trong chân nuôi thực tế là khi mới về heo con nó khó hấp thụ cám cho nên là ở đây tụi em chặt chuối hoặc là lá hoàng ngọc chuối thì chúng ta băm nhỏ đi chú chát đó mọi người chú đá đấy chúng ta băm nhỏ trộn với cám và kể cả thuốc amoxicillin chúng ta làm cho nó thấm vào rồi chúng ta rải cho heo nó ăn trước để nó giữ được ruột trước đôi khi là có muối cả muối uh, muối sống nữa còn không thì lá hoàng ngọc tụi em cũng trồng xung quanh trại rất là nhiều chúng ta bứt bỏ vào trong chuồng heo nó ăn sẽ nó nó sẽ có chất sơ thì nó là hạn chế tiêu chảy trong những ngày đầu và heo cái đường ruột giúp đường ruột khỏe hơn ngoài cái men tiêu hóa mà chúng ta mua hai dòng cuối cùng là kháng sinh à, quá dược và hắc môn cái này không có thì ở đây là thường trong loại cám một rưỡi sẽ có kháng sinh để hỗ trợ cho đường ruột hoặc là các bệnh tiêu hóa trên heo ở đây là công ty cám mỗi công ty cám sẽ có công thức khác nhau ở đây hắc môn thì không có cái này nhà nước cấm và hầu hết các công ty cám họ sẽ có một công thức nói chung đưa ra thị trường thì nó giống nhau mọi người nhưng trong uh, thành phần người ta làm sẽ có công thức khác nhau để cho gọi cái đó gọi là thương hiệu và cái giá tiền mà chúng ta mua ở đây em giải thích cái vấn đề này chẳng qua chúng ta cũng nắm bắt cơ bản để chúng ta thấy có thể bổ sung thêm một cái thành phần gì đó thôi còn thực tế trong quá trình chăn nuôi thì chúng ta phải dựa theo cái uh, kinh nghiệm cái người đi trước hoặc là chúng ta phải thử loại cám này nó có phù hợp hay không và nó có tăng trọng tốt như cái giá bán hay không tại đây thường đồng tiền sẽ đi đôi với giá trị cho nên là chúng ta mua cái đồ nào tốt thì chúng ta xài sẽ tốt hơn và chúng ta tin tưởng ở người tư vấn và một lần nữa thì em cũng sẽ làm tới đây thôi cùng bởi vì video nó dài cho nên có khả năng ngày sau đi em sẽ nói về cái vấn đề mà làm sao cho heo mô lớn bởi vì nó liên quan đến cám như thế này thì chúng ta hiểu cám rồi tới công chăm sóc môi trường chăn nuôi nữa thì chúng ta mới góp hết lại gom mới lại thì chúng ta mới ra được một cái, cái công thức gọi những công thức đây mọi người cái mà để chúng ta chăm heo nó mau lớn được và đó cũng là tất cả những thông tin mà em muốn chia sẻ với mọi người trong cái video này cũng hy vọng đem đến cho mọi người một số thông tin cập nhật những vấn đề giá cả thị trường và những cái mà chúng ta hiểu cơ bản về cám hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng nhau em sẽ đi dài với mọi người sẽ giải thích những cái mà người chưa hiểu còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại